Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn cái mấy cây mai mà mình cắt lúc Tết mà mình tưới cái u rê đó các bạn. Đó, thì hôm nay da lá kính hết trơn rồi. Thì nói chung á là nó tùy theo cây các bạn. Như cái cây này nè là mình cắt ở ngoài đó các bạn ha. Mình cắt ở ngoài, mình cắt chừa lại cái nhánh nó nhiều thì nó đâm rất là nhanh các bạn. Còn cái cây nào mà mình cắt sát vô thì nó đâm chậm. Rồi cái cây nào mà già mà mình cắt càng ngắn nữa thì nó càng lên chậm. Đây các bạn thấy là những cái cây mình cắt sau nè, như hai cây này tới bữa nay nó mới đầu lú thôi. Cây này các bạn thấy là bữa hỏi mình cắt là mình có nói bạn là nó già, cái da của nó dày chỗ này nè, thấy không? Đây nè, cái da nó dày bao nhiêu đây nè, hiểu các bạn. Thành ra nó lên rất là chậm ha. Thì cũng có bạn mấy nay là cũng nhắn tin cho mình với lại gọi cho mình hoài cái vụ này, cái vụ mà cắt cả tháng trời không lên. Bữa nay là cây này 1 tháng rưỡi rồi, 1 tháng rưỡi thì mình cắt nó tầm 1 tháng đó các bạn. Cây này cắt cầm tháng rồi nè, chưa nhích nữa mà không. Cây này cũng vậy, thì cây này cũng già cỡ đó mà bữa nay bắt đầu đâm nè, mà thấy không? Đó, thì những cái cây mà cái da của nó già lâu năm các bạn thì nó đâm rất là chậm ha. Các bạn không có sợ gì đâu, từ từ nó sẽ đâm lên thôi. Đó. Còn những cái cây mình cắt này, như cái cây này các bạn thấy là cái cây cành rơi của mình nè. Thì cái lúc trước mình cắt trên đây á, mình cắt nó sát vô, ở dưới thì nó ngắn, thì nó đâm ở dưới nó đâm nhanh trước. Cái chỗ này để mình cho các bạn xem luôn cái chỗ này. Chỗ này các bạn thấy cái lá quắn quắn không? Cái lúc mà mình có quay cái clip cho bạn xem là từ cái đoạn này lên là chưa có đâm lá nào hết. Thì ở dưới đây nó đâm trước, lý do là dưới đây là những cái nhánh nằm ngoài nè, nó đâm trước. Nhưng mà ngay cái thời điểm đó các bạn, mình nói là mình bỏ chỉ với mình không có xịt thuốc đó. Các bạn thấy không? Lợi hại của con bọ chỉ không? Nó ăn là quấn cái lá nè, là cái đợt lá trước, cái chòm lá này nó ra đầu tiên. Lúc đó mình chưa có xịt thuốc bọ chỉ đó. Là các bạn nhớ là nó ăn là nó quéo cái lá là gì. Thường cái bọ chỉ nó ăn thì cái lá nó quéo gì nữa các bạn. Nó mau xuống vậy nè. Ha, là con bọ chỉ. Các bạn thấy lợi hại không? Còn cái khúc trên đó thì mình xịt thuốc rồi thì nó mất rượt nè, các bạn thấy không? Ha. Thì cái dòng mai này á, thì cái lá nó không có được xanh đậm nha các bạn, nó tùy theo giống ha. Có giống xanh đậm, có giống thì nó không xanh đậm, nó xanh lợt lợt, đọt chuối, đọt nó vậy nè. Ha, rồi tiếp theo á thì mình cho các bạn xem nữa. Nè cái này thì mình cũng chia sẻ bạn là cái mà mình thường á là lúc mà mình cắt cái lũi thì cái thân cây nó chống lỏng mà nó không có nắng. Ấy, nó không có che được nắng thì mình nên lấy cái miếng vải mình che nó một thời gian ha. Mình che thời gian đi. Nè mấy cái thẹo bữa mình cắt của em nó nú lên cho nữa bạn. Mình mới thay keo lại đó. Mình che nó thời gian đi là cái miếng vải này từ từ nó mục ra là vừa các bạn ha, không có nên phơi nó ra đâu. Che lại cho chắc là nó cháy cái da này nó dọp cái da ha. Đó. Rồi để mình cho các bạn xem cái cây này nữa. Cái cây này á thì các bạn thấy là cắt một lượt với cây kia mà cây kia nó lại nó không ra lá. Các bạn thấy cái cây này ra mệt hết trơn nè. Lý do là cây này là cái thân cái cành này nữa các bạn. Nó còn ở ngoài, chứ nếu mà mình cắt sát vô đây á thì bạn thấy là nó cũng chưa ra đâu ha. Thì cây bên kia là do mình cắt ngắn vô. Đó, thì bạn thấy là mình cắt càng ngắn vô thì nó ra càng chậm, mà vỏ càng dày da càng chậm nữa. Ha, còn những cái cành mà mình cắt khơi ngoài thì nó đâm rất là nhanh. Bạn thấy nó đâm túa xua hết. Thì khi mình cắt vô lũi này nè thì mình có túi u rê đó thì quá nhiều các bạn là quan tâm đến cái vấn đề là tưới cái phân u rê. Thì các bạn thấy là mình tưới phân u rê á, là bao nhiêu năm nay rồi các bạn. Đó, thường á, là người ta thường sau khi người ta cắt cành á, là theo khuyến cáo của những người mà làm về cái lĩnh vực gọi là khoa học á, thì người ta nói là không có lá thì không nên tưới cái u rê vô, hoặc là tưới vô nó ngợp nó chết gì đó. Theo nghe trên mạng nói vậy thực chất á, thì mình đã làm bao nhiêu năm nay các bạn. Do là mình tưới u rê á, các bạn hiểu là mình đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Mình tưới u rê pha loãng ha, các bạn nhớ là pha loãng. Nó tỷ lệ nó tầm khoảng 1% thôi đó. Thì nó rất là loãng. Thì cái u rê này á, nó có nhiệm vụ á, là cái cây nó ăn rất là nhanh. Các bạn biết u rê đơn này á, nó là phân hóa học mà đó, cứ bỏ vô là cái cây nó hấp thụ rất là nhanh. Mình lợi dụng nó ăn nhanh để nó đâm đọt các bạn. Các bạn biết u rê á, là thành phần mà làm cho cái đọt này phát triển rất là nhanh các bạn ha. Thì nói chung á, là mình tưới u rê cũng được, mà hoặc là mình tưới cái phân tích rễ vẫn được các bạn. Cái phân tích rễ mình tưới vô nó chậm lắm, u rê nó rất là nhanh, với điều kiện là u rê pha loãng các bạn. Nếu mình pha sơ sẩy á nhiều là cái cây của mình nó bị ngộ độc liền ha. Cái rễ của nó rất là nhạy cảm với cái u rê. Thành ra mình nhắc đi nhắc lại là u rê pha loãng các bạn. Nếu mà mình pha loãng thì thành phần u rê nó sẽ làm cái cây trao đổi rất là nhanh các bạn thấy ha, như cái này trao đổi rất nhanh đó. Quay cho các bạn xem cập nhật các thông tin ha, về những cái cây là mình tưới UV đó, các bạn thấy là bữa nay nó ra sum sơi chẳng, hai mai thì mình tỉa rồi mình uống ha, chia sẻ bạn thì tình hình nó vậy bạn ha. Nó mình tưới UV đều hết nè, các bạn thấy là nó ra lá cái này, đây là cái dòng này thì cái lá nó xanh đậm nè, cái dòng này lá nó không xanh đậm ha, tùy theo dòng, lá đột đỏ mà đỏ tím luôn đó mà lá ra lá tây bạch. Cái này mình cũng cắt ngắn nè, cây này mình lấy miền Trung năm rồi các bạn, mình ghép vô, sau khi mình ghép vô xong thì mình thả rừng, uống một tay một co xong rồi thả rừng các bạn, thả rừng rồi năm nay mình cắt giật lại, rồi năm nay tiếp tục mình uống tán, nó tạo tán các bạn. Thì bạn thấy mình nuôi thả rừng được cái tay nè, cái tay cành bay ra tới đây đủ tới cái mép chậu rồi. Cái này mình thả rừng dài lắm, mình mới cắt ngắn lại nè, rồi cành này mình cũng thả hết ha. Bây giờ thì các bạn thấy là nó ok rồi đó. Những cái thân này mình nên đậy lại các bạn ha, đừng có cho nó phơi nắng nó nguy hiểm lắm ha. Cậy đi qua Tết mình cứ đậy nó xấu làm sao chứ nè. Còn đấy là mình trình hình trên cái chậu mỏng nè các bạn ha, đó chia sẻ các bạn hoài, chậu mỏng nó mới đẳng cấp ha. Ở trên này đẩy cái chậu gì lụp nè đó, thì bữa nay nó ra đọt hết trơn các bạn. Để ra cái này là mình ghép đi ghép lại, bữa nay nó cũng ra đọt hết trơn nè. Cái dòng này là cái dòng lá đó các bạn, nó không có được thẳng, đúng rồi đó. Thì tùy theo loại mai ha, cái thì đọt thẳng, cái thì xanh đậm, cái xanh lợt nữa đó. Những cái cây mai mà mình này nhỏ nó vụ này cũng khác hết trơn rồi ha. Thằng này là thằng nu nữa các bạn, thằng nu mình bông mình qua vậy đó ha. Đó, mình cập nhật hết cho các bạn xem những cái cây mình đã làm. Đây cây mai Phú Quốc nè các bạn. Đó, cây mai Phú Quốc thì các bạn thấy nó đâm nó cũng hơi lột đọt ha. Nhưng mà không sao, nó đang lú hết trơn các bạn. Những cái này nó đâm hết ra ha. Thì nay mai nó đâm ra mình sẽ cắt sữa, mình sẽ cắt tỉa thì mình sẽ uống, mình cập nhật cho các bạn xem. Đó. Rồi tí nữa để mình nói các bạn là bây giờ nè, bữa nay là mình xịt cái phân gì, mình bón thêm cái gì nữa không ha. Đó các bạn. Khoe các bạn cây qua giấy coi. Cái này nó ra bông, mình làm cái cây qua giấy này do mình làm trễ đó mà, thành ra bây giờ nó mới ra bông nè. Còn cái này nó bông quá trời luôn rồi. Cây này thì cành nhánh đủ hết rồi ha. Lúc mình cắt cái cây này thì cũng có nhiều cái anh em bàn cãi lắm. Nói là mình làm là cắt tầm bậy cây này. Cái cây này á mình, các bạn chờ đi, mình nuôi cái tay cành này mình thả rừng luôn, thả rừng nuôi trong vòng 1 năm nữa thì tay cành này nó cứng mà mình sẽ ngắt lá cái cây này. Mình đưa cây này lên cao, mình sẽ quay cho các bạn xem cái vẻ đẹp của những cái tay cành mới mà sau khi mình cắt cái này ra mình là mình sửa lại cái cây này. Mà cũng có một số bạn ở trong cái kênh của mình đó, là chỉ trích mình đó. Nói mình cắt bị tùm quạ hư cây gì luôn ra, cây người ta đẹp biết cắt gì luôn dân đó. Đây để nay mai ha, thời gian sẽ trả lại cái cây này cho các bạn xem. Mình đánh giá cái cây này mình cắt chuẩn các bạn. Mình đánh giá mình cắt chuẩn luôn, rồi á, là mình sẽ ra những cái tay cành chuẩn luôn, chuẩn theo cái ý mình mà ha, đừng không hiểu là chuẩn theo cái môn nghệ thuật gì đâu, chuẩn theo ý của mình, tức là mình làm, mình nói lên với các bạn là mình làm nó hoàn toàn là theo một cái ý của mình luôn. Nay mai mình sẽ làm một cái clip ngắt là nó sạch sẽ, là lộ những cái phần nhánh mà mình uống ha, rồi những cái cành mà mình cắt đi. Thay vì mình sẽ giải thích cho các bạn hết luôn cái cây này, thay vì mình để nhánh đó, bây giờ mình cắt đi mình tạo lại cái nhánh mới rồi như thế nào để cho các bạn hình dung được khi mà mình cắt một cái cây rồi bắt đầu mình ra được một cái cây theo cái ý của mình, nó đã luôn các bạn ha. Mình đánh giá cái cây này là mình làm nó đã rồi đó ha. Để nói sơ các bạn thôi, nay mai mình sẽ chia sẻ các bạn cái cây này mình mời các bạn nè, mời cái này là độc đáo lắm các bạn ha. Các bạn khoe sơ thôi rồi tiếp tục mấy mai đi nè. Các bạn đang xem con giấy nè, cũng đang làm đây. Những cái mai mình đã cắt giờ nó đâm hết trơn rồi, cắt tứ rê đó các bạn. Đây là cái dòng mai này các bạn thấy nè, dòng mai này lá nó không có được thẳng nè, nó cứ dúng ha. Mấy cái lúc trước thì bỏ chỉ cái càng dúng thêm, còn bản thân riêng nó nè các bạn, cái lá nó nè lâu lâu nó bị dị tật méo ha. Là cái dòng này, nó vậy các bạn, lá nó không có thẳng thớm như người ta ha, nè dị tật tùm lum lá chứ, nó ngộ lắm. Dòng này bông cũng đẹp lắm, bông bự các bạn. Đây thì mình đã đậy những dãy lại hết rồi, giấu nó các bạn, mùa này giấu rồi ha, vỏ đậu phộng với lại cát gì bữa mình trộn đổ lên đó bạn nhớ không ha. Bữa nay thì ngon lành nè. Đây thì phân mình đã trải dưới đây rồi, hữu cơ rồi các bạn. Bữa nay thì nó mới có được 1,5 tháng thôi, 1,5 tháng thì cái phân này nó mới có 1 tháng nữa các bạn. Thì cái đợt lá này, đợt lá này thì nó cũng không có nhiều, thành ra 1 tháng này nó chưa ăn hết phân này đâu, thành ra cái phần phân này mình chưa có vô các bạn. Bây giờ chủ yếu mình tập trung mình xịt trên cái phần lá này. Thì để tí nữa mình sẽ cho các bạn xem những cái loại phân bón lá mình xịt vô đây ha. Đây, cây mà cắt ra từ rễ nữa các bạn. Đó, từ rễ bữa nay thì mình cắt để nó đâm lại lá mới rồi nha. Rồi cây lá quắn nè, cái quắn mình hồi bữa mình cũng vô phân rồi nè. Đó, lá quắn mà mình ghép một đoạn này cho nó khồng nữa các bạn. Đoạn này thì mình ghép thêm cái không quắn nè ha. Lá quắn nó chung bông nó cũng đẹp lắm mà, bông dảo mà ha. Đó, bữa nay nó cũng còn tổ lọt trọt lên nè. Đó, cho nó khồng xuống cho nó lạ chơi ha. Cây này là lúc mình ghép cho nó, các bạn nói mà ghép sống là cùi đó, không biết nó có cùi chưa. Rồi tiếp theo là cái cây này nữa nè các bạn, cái này mình cũng cắt vô lũi nè ha. Bữa nay cũng già lá đầy đủ hết trơn, mình thấy trơn rồi đó ha. Đó, đây các bạn thấy là chung một lượt các cái này, các cái này 4/6 Tết là với mấy cây kia, cây kia rốt cuộc thằng này nó đi chậm nhất đó. Thì các bạn thấy là cái cây mai á, mình cũng không có biết được các bạn, nhiều khi có cây nó đi nó lên chậm, khi nó lên lẹ ha. Mà các bạn á, cứ nôn á, ví dụ mà mình xử lý rồi, mình tưới rồi thì mình không nên tưới nữa các bạn. Mình tưới phân gì đó, ví dụ mình tưới cái rễ đủ rồi không tưới nữa, hay là mình tưới UT như bữa mình chia sẻ các bạn á, UT pha loãng á thì được rồi, không tưới nữa. Chứ mình cứ thấy cái cây của mình mà nó chưa có đâm đọt, nó cứ nôn cái tưới tầm bậy bạ, tưới hoài thì cái cây nó sẽ thừa phân các bạn, nó sẽ bị sốc, nó chết luôn đó ha. Các bạn nhớ ha, khi mà mình nó tùy theo cây đó. Bạn thấy cây này nó, cây của mấy cây này một lượt bạn thấy nó mít hết trơn này. Đây cái cây này mình cắt sau nhất các bạn nhớ không, cái cây này cho thằng bạn nó mượn nó chơi, mình nhìn cắt trụi ra đó thì nó sau nhất, mà bữa nay nó còn đâm cỡ này, còn cái này nó trước ra lâu cỡ 10 bữa đó bạn, không cỡ 5-6 ngày gì đó à, chắc tuần lễ gì đó ha. Nhưng mà bữa nay nó đâm chậm nữa bạn, không, nhưng mà nó vẫn đâm, mình mập thụ lụ luôn nè. Thì những cái này nhỏ nó cũng đang lú ra lùm ha. Đó thì nó chậm thôi, nhưng mà nó vẫn lên bình thường các bạn ha. Không nên tưới nhiều phân nữa, vô phân tưới phân thì một lần đó duy nhất thôi. Đến ngày từ đó đến ngày hôm nay thì mình nãy bạn, cái này lên sao nè, mà nó lên cái này nè các bạn thấy không. Đó thì những cái cành này nữa mình có thể mình cắt tỉa bớt các bạn. Rồi sau khi mình cắt tỉa bớt mình sẽ làm cái clip mình chia sẻ các bạn xem. Thì cái cây này là cái cây mà mình cắt bỏ cái nhánh này các bạn nhớ không, bỏ như này, bỏ luôn cái nhánh này các bạn nè, nhánh bự nè. Lúc mình cắt mình có quay các bạn xem mà. Rồi những cái chỗ này là mình có cạo nó, mình tha keo lại, bữa nay nó nu lại thêm các bạn ha. Đó thì cái cành này các bạn, khi mà mình cắt cái cành này nè, thì cắt cành này nè thì nó chống cái thằng này, thì mình nói là mình lấy cái cành này mình lợp nó xuống đây, mình làm một cành lã xuống. Nhưng sau khi các bạn thấy là nó lên không đúng nè, cành mình chừa lại nó không lên ha, nữa mình cắt bỏ luôn. Mình sẽ dùng cái cành này các bạn, mình uốn xuống, mình dựng ngọn lên. Bên đây mình có thể mình dùng cành mình ra đây nữa cho nó dày tán, ngọn mình lên ngắn thôi bạn ha. Thì nay mai cây này nó lên mình sẽ làm clip chia sẻ bạn nữa. Đó thì hôm nay khoe các bạn tình hình là những cây mai tứ rơi nó vẫn lên bình thường các bạn, không có gì hết, kể cả cây nhỏ cây lớn nè. Bạn thấy cây nhỏ, mấy cây nhỏ mình tưới nó vẫn lên các bạn ha. Đâu là cái cây để mình cho các bạn xem, cái cây ba cái cây cắt từ rễ ha, là một cây nè, đây nè, bên cây đó, cây này là bị gãy mà nhớ, lúc ngã gãy nhánh bên đây rồi mình mới uốn nhánh này lên, mình dựng cái ngọn lên lại nữa các bạn. Thì bữa nay nó cũng ngon lành nè ha. Cây này để nay mai mình sẽ làm một cái clip nữa mình chia sẻ bạn, mình có cái ý tưởng mới đó mà, có ý tưởng mới cho cây này nè bạn, đón xem cây này mình có cái hay chia sẻ bạn. Giờ mình đang cắt cho nó phục hồi lại ha. Rồi thằng này là thằng bình hoa đó bạn, đó nó bình hoa, cái này cũng ổn rồi ha, hy sinh cái áo luôn đó bạn, chùm lên luôn, em không nó cháy cái thằng này chắc chết luôn ha. Đây nè các bạn thấy cây mai quắn này nó hơi chậm nè so với cái cây kia, do là các bạn biết không, tưới không đủ nước đâu bạn. Cây này thì hơi thiếu nước, thành ra ảnh hơi chậm, không sao. Đây là một cây nữa nè bạn, thì 3 cây trong cái cây mà mình cắt ra đó ha. Thì bữa nay mình cắt bụi nó cũng đầm lại trơn rồi ha. Thôi để mình vô mình lấy cái phân mình chia sẻ bạn là bữa nay là xịt thuốc gì ha, xịt phân thuốc gì đây các bạn. Thì sau khi cái cây của mình nó lên tốt rồi á, thì bắt buộc mình phải xịt thuốc sâu ha, rồi thuốc bọ chỉ các bạn. Hai cái ông này là quan trọng nhất ha, cái con bọ chỉ với cái con sâu. Thì cái con bọ chỉ thường cái con phi đo này các bạn, cộng với lại Actara các bạn ha. Actara mình mua cái gói nhỏ nhỏ này mình xịt cho nó gọn đó các bạn, mua chai lớn thì nó hơi khó nè ha. Thì cái Actara này mình cộng với lại con phi đo, hoặc mình cộng với lại cái con mèo đen này cũng được đó bạn. Nói chung là cái này là thuốc sâu, có thể nó diệt được cái con sâu và nó diệt được con bọ chỉ luôn đó. Thì mình nên cộng, thường đó mình xịt cái con bọ chỉ là cộng cái đó bạn. Thì hôm bữa mình có lên Sài Gòn mình mua đó, thường mình mua ở chỗ cửa hàng Kim Giáp các bạn, cửa hàng lớn nhất bán thuốc nhiều nhất ở Sài Gòn đó. Thì có cái anh bán cho mình, anh nói là cái con phi đo này là cấm rồi, không còn sản xuất nữa, năm rồi là còn năm nay hết. Nhưng mình lên mạng mình search thì mình thấy bán đầy chơi nữa các bạn, mình cũng hiểu luôn. Các bạn nào biết được cái con Hydro này bị cấm hay là chưa có thể để lại cái tin nhắn cho mình ha. Đó. Thì tại vì những năm trước thì mình thường xài con Hydro này sẽ rất hiệu quả cho cái con bọ chỉ các bạn ha. Các bạn có thể cộng thêm cái Actara để mình vừa với cái sâu mà nó, cái Actara này nó được lâu ngày các bạn, Actara tới 14 ngày. Thành ra mình cộng với cái con Hydro này mình xịt thì chất lượng lắm ha. Rồi nếu mà trời mưa gió đó thì mình nên cộng thêm cái chất bấm dính các bạn. Đây, bấm dính thì mình xài sử dụng cái N90 ha. Rồi tiếp theo thì mình có thể mình cộng thêm cái loại phân bón lá các bạn. Phân lá thường đó thì các bạn thấy, nếu mà mình xài sang á thì mình xài những cái loại phân ngoại nè. Thì nếu mà các bạn thấy là nếu mà sang gì đâu các bạn, nếu mà các bạn xài ít á, nhà 5-3 cây hoặc 1-2 cây thì các bạn nên xài đồ ngoại đi, thì giá nó cao một chút nhưng mà nó chất lượng các bạn. Đây là cái này của Thổ Nhĩ Kỳ hay là của Bỉ gì đây nè các bạn. Thì cái này là rất là tốt các bạn ha. Cái này là phân bón lá. Nói chung thì nếu mà các bạn không có những cái loại này, các bạn cứ mua những cái loại phân bón lá bình thường pha chung với lại thuốc sâu mình xịt bình thường các bạn. Còn nếu mình tìm được những cái loại tốt như thế này thì mình xịt cái cây nó chất lượng hơn. Thì ở đây mình chia sẻ các bạn những cái loại thuốc tốt. Hồi lúc trước giờ đó mình thường chia sẻ các bạn những cái loại thường thôi, lý do là cho các bạn dễ tìm mua đó. Nhưng mà nếu mà bạn có điều kiện thì bạn nên tìm những cái loại tốt như cái này. Thì cái đạm cá của Mỹ các bạn ha, đây là hung bích của Mỹ, cái này là cũng đạm cá của Mỹ, loại này thuốc trừ bệnh cũng của Mỹ luôn các bạn ha. Thì những cái loại này là những loại nó mắc tiền thì nó chất lượng hơn. Phân này phân BB các bạn, của Úc đó. Thì mình chia sẻ các bạn không nhất thiết phải mua những cái loại tốt, mình chỉ cần loại thường vẫn xài được các bạn đó. Cái thứ hai nữa thì các bạn thấy là nếu mà mình có cái điều kiện mình nên mua những cái loại tốt này. Các bạn biết những loại tốt này á thì xài, mình mua một chai mấy trăm ngàn thì mình xài rất là nhiều các bạn, một năm trời không hết chai này đâu, có 100 mấy chục ngàn các bạn ha, không bao giờ hết đó mấy chai này. Thì nếu các bạn theo nghĩ không cần điều kiện đâu có, nếu mà một năm mà mình xài vài trăm ngàn cho mấy cái mai tốt của mình nó tốt thì không đáng là gì hết ha. Thì mình nhắc lại các bạn, nếu mà có điều kiện thì nên mua những cái loại tốt này ha, để mình xịt cho cây mình nghĩ không có nhiều tiền mà. Còn nếu ấy thì mình xài ROS2 hoặc là mình xài cái nào 3M cũng được các bạn, cộng với lại thuốc sâu này với lại thuốc công phi đo để trị con bọ chỉ. Cộng thêm quên đó, cộng thêm cái Antacon đó bạn. Antacon này không thể thiếu ha. Đã thấy là cái non á, cái lá non thì không thể thiếu cái thành phần Antacon này. Rồi như vậy thì mình cộng cho mình xịt cứ 7 ngày hoặc 10 ngày các bạn, mình xịt cho cây một lần là cây mình tốt thôi. Rồi tiếp theo nay mai cái cây mai của mình nó sẽ phát triển tốt nữa thì mình có thể mình vô đợt phân thứ hai, mình sẽ chia sẻ tiếp theo là mình vô gốc cái đợt phân thứ hai các bạn ha. Rồi thông qua video thì mình mong rằng các bạn có thể làm được cái cây cho mình cho ngon lành ha. Mình cũng mong là các bạn làm được cái cây cho nó thật là tốt. Rồi mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình. Mình xin chào và hẹn những cái video tiếp theo.